Đấy, và như vậy song song với hiện tượng vật lý sẽ là hiện tượng hóa học. Với hai thí nghiệm vừa rồi, chúng ta có thể định nghĩa được hiện tượng hóa học như sau. Hiện tượng hóa học là hiện tượng chất biến đổi, nhưng nó tạo thành chất mới. Chất biến đổi và tạo thành chất mới thì đó chính là hiện tượng hóa học các em ạ. Chất biến đổi, tạo thành chất mới, chú ý nhé. Đấy, ví dụ như sau. Đun nóng đường chuyển đổi thành carbon và hơi nước. Carbon này của chúng ta là có màu đen giống kiểu than. Và hơi nước nó đọng lại ở trên thành của cái cốc thủy tinh kem nhé. Đấy, hoặc là xăng cháy tạo ra nước và khí carbon dioxide. Xăng cháy tạo ra nước và carbon dioxide.